Hả cha hảo, quả chứ. Lêu lêu đói khờ. Hôm qua đi ăn nhà hàng Trung xong tôi bị ngáo luôn rồi các bạn ạ. Khách cứ order món gì là chị chủ lại nói tiếng Trung cho anh chủ làm đồ ăn. Tức là làm tôi cứ bị lệch mấy phút múi giờ ấy, lắc thực sự. Anh em nào mà đang học tiếng Trung thì cứ đến đây, chắc chắn là được thực hành kỹ năng nghe nhiều luôn. Đấy, khổ đời, béo quá có muốn ăn đâu, cơ mà người yêu nó cứ rủ. Thế là hai đứa gọi một khay sủi cảo hấp 35 cành. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái bạn à. Một khay tiểu màn thầu em tôi cũng 9 cái 35 cành luôn. Với hai bát mì bò mỗi bát 60 cành. Thêm vào đó là uống sữa đậu nành đúng kiểu hảo hán ấy, để trong cái bát to vãi luôn mà. Không biết là uống xong có được đập bát không nhỉ? À chắc không đâu, đừng hỏi những câu như thế Hiệp ơi. Đường thì các bạn tự pha theo độ ngọt của bản thân nhá. Pha xong sữa đậu rồi thì quay sang pha nước chấm. Hơi bị nhiều công đoạn chuẩn bị đấy nhá. Thấy có mấy bạn trên mạng bảo là nên pha theo tỷ lệ là 30 giấm. Đây là giấm thật đấy, hơi sẫm màu tí thôi. 20 xì dầu và 50 ớt. Ngoáy lên rồi chuẩn bị ăn thôi các bạn, tôi đói lắm rồi. Mà kiểu như là các bạn nhân viên ở đây sợ mình ăn bị nguội hay sao ấy. Thấy tôi pha chế hơi lâu nên là các bạn ấy đem bánh bao với sủi cảo của tôi đi hấp lại này. Sai, khói nó lại nghi ngút ngay. Cộng một cho sự nhiệt tình nhá. Ăn luôn cho nóng, chấm này. Phần nhân thịt ngon cực bạn à. Nó thơm mà vị nó kiểu đậm đà ấy. Nhưng mà bị một cái là cái nước chấm ở đây nó không hợp vị tôi lắm. Có thể là do tôi không cảm được vị nước chấm kiểu Trung Quốc. Để tôi thử ăn không chấm xem như thế nào. Đấy, ăn không chấm một cái là nó khác ngay. Kiểu cảm nhận được rõ rệt cái vị ngon ấn tượng của phần nhân ấy. Không cần thêm gia vị gì khác đâu. Thế này là quá đủ ngon rồi. Cả bánh bao và sủi cảo thì đều có cái nhân thịt đây này. Mà cái lớp vỏ thì nó mềm, nó không bị bở. Nói chung là hai cái món hấp này là tôi ấn tượng nhất. Mà giá đô thì chỉ có 35 cành thôi, hợp lý. Ăn được mấy miếng thì cũng vừa hay, bát mì của tôi được bưng ra luôn, nhìn có vẻ là đẹp mắt. Miếng thịt bò bé bé xinh xinh hả? Cho ít gia vị rồi trộn lên đây bạn tôi. Nước dùng, mì, topping. Đấy, chuẩn kỹ thuật ăn bánh đa cua của tôi rồi đấy. Không biết là do tôi không hợp với vị nước mì Trung Quốc hay là do nước mì ở đây nó nhạt nhỉ? Hay là món này thì nó phải như thế ta? Nói chung là nước mì ở đây đối với tôi là nhạt. Nó không để lại một chút ấn tượng gì hết đấy. Có thể là nó sẽ hợp với những các bạn nào mà ăn quen hơn, còn tôi thì không. Bù lại một chút thì chắc là miếng thịt bò bé xinh này, vị bò kho nếu mà tôi không nhầm, dai dai, có một ít gân sần sật nữa. Cùng với đó là một nửa quả trứng kho. Ăn nó cũng bù lại chút đỉnh, cơ mà nói chung là nước mà đã không hợp thì độ ngon trừ 70%. Trời ơi. Tóm lại là quán này bán đồ ăn Trung Quốc giá cả khá là hợp lý. Ấn tượng nhất đối với tôi chính là bánh bao với cả sủi cảo hấp. Cái phần nhân thịt rất là ngon, nhân viên thì rất là nhiệt tình. Còn mì và nước chấm thì bạn nào quen với đồ ăn Trung Quốc hoặc là muốn ăn thử cho biết thì hãng gọi nhá, biết đâu lại hợp. Chứ tôi thì không hợp bạn à. Gơm mà đã ăn no vãi đồ ra rồi thì vẫn bách nhau lên Hồ Tây làm cái bò bía thank you mới chịu được cơ. Vẫn vị trí cũ nhưng mà dạo này chú lại đứng ở một chỗ hơi tối một tí. Tí nữa thì đi về, tưởng là hôm nay chú không bán. Thế nhưng mà cái bò bía thì nó vẫn cứ to và vẫn cứ ngon như ngày nào. Bạn nào đến Hồ Tây mà chưa ăn bò bía thank you thì tức là chưa đến Hồ Tây đâu nhá. Đi ăn thử đi. Thân ái và chào quyết thắng. Xem đến đây rồi thì nhớ like và subscribe kênh YouTube của tôi nhá. Lêu lêu đói khờ.